ông đã mất quyền lợi giao tay một luật sư. Ông tiêu rồi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Cục chống tình báo quân đội, tướng D.A. Quivo. Ông gọi tôi. Sao rồi hả? Hắn đang gấp rút hoàn thành cái việc đó. Hắn muốn làm xong trong tuần tới. Sao phải vội vã thế? Tôi không biết, nhưng hắn kém kiên nhẫn lắm rồi. Còn biết được gì nữa không? Hắn sẽ giới thiệu một loại vũ khí tác động thần kinh. Tôi tưởng nó đã bị tiêu diệt trong vụ rơi máy bay rồi đấy chứ. Không có vũ khí nào trên máy bay đó cả. Carrillo đã tiêu diệt máy bay và cả công sự của mình. Hoặc là hắn nghĩ thế, nhưng chúng ta đã tìm ra hắn rồi. Hắn có thể quay lại không? Việc này cũng khá lâu rồi đấy. Hắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Lẽ ra hắn đã chết rồi. Bây giờ hắn đã khác xưa rất nhiều. Matvey là kẻ đã đánh chặn của chúng ta. Hắn là người duy nhất có thể gần Kirillo. Mặc dù cảnh sát đã đủ lực điều tra, nhưng nạn nhân thứ ba vẫn xuất hiện. Các thành viên của nhóm tự phát, bằng nhóm tự xưng là ngăn chặn tội phạm, đã tuyên bố đó là hành động của mình. Mục đích của tổ chức hành tự phát này là đánh nạn tham nhũng đã mọc rễ ở mọi cấp độ. Nhóm ngăn chặn tội phạm đã có được một chuỗi những phát hiện và thực hiện những cuộc tra đũa tàn bạo đối với những các cơ quan tham nhũng. Họ đã bắt đầu nghi ngờ anh rồi đấy. Chúng sẽ không bao giờ đụng vào tôi được đâu. Tôi không chắc điều đó đâu đấy. Moscow, năm 2013. Gosin thật đáng nhận. Không còn chỗ nào cho hắn ở đây nữa cả. Ở trái đất họ không biết hắn là ai hay là hắn từ đâu tới. Dịch bị trục xuất khỏi nội giới đã không chạy được cho tới đâu. Không có thời gian để đào tạo một chiến binh mới. Conqueror, thế lực của bóng đêm, đã tìm ra một thứ gì đó. Corrido sẽ sớm xuất hiện. Loài người quá yếu để chống lại hắn. Họ hoàn toàn mù loà trước sự xấu xa của hắn. Tôi đã tìm được cho một người thích hợp rồi đây. Hắn không phải là đối thủ của Conqueror. Hắn chưa khám phá được sức mạnh thật sự của mình. Hắn còn rất nhiều điều phải học hỏi. Hắn có một sức mạnh. Hắn đã biết được điều đó, nhưng chỉ trong giấc mơ của mình. Hắn đang cố tìm hiểu đấy.
Tùy cô, trách nhiệm của cô là giữ gìn cán cân quyền lực mà thôi. Phải ngăn Kankere đến gần trái đất. Tôi sẽ gửi một người phụ nữ đến hướng dẫn cho hắn. Hắn phải ngăn Kurilo lại thôi. Nhận ra giọng tôi không? Nhận ra đấy. Chưa phải mất hết nếu như không có cảm giác. Nơi anh đang ở chắc chắn là đâu đó. Tôi ganh tị với anh đấy. Nhưng đã đến lúc anh quay lại với công việc rồi. Cộng sự cũ của anh đã trở lại. Nhân vật quan trọng, vậy để những người quan trọng đó phải lo cho anh đi. Chúng tôi không cần đến những hắn nữa. Chúng tôi cần được tiến thế này. Anh sẽ tới đấy chứ? Không. Anh bỏ cuộc dễ dàng vậy à? Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Anh có xem tin tức không? Tối qua, một vụ án mạng đã xảy ra ở Moscow. Đây là vụ thứ ba trong tuần. Tiếp theo là vụ giết hại ông phó công tố và thành viên hội đồng liên bang. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã bị giết. Tướng Yefremrik Nokovin. Theo các nhân viên tình báo, những hành động bạo lực này là của một tổ chức tự hành pháp gọi là ngăn chặn tội phạm, được biết đến rộng rãi với cái tên là hành hình vì cách thức hoạt động tàn bạo của nó. Thật vinh hạnh. Chúng tôi cần anh giúp đấy. Giúp ư? Conqueror đã xuất hiện rồi. Chính ông là người đã trục xuất tôi khỏi nội giới. Vậy mà giờ ông muốn tôi giúp ông sao? E rằng điều đó sẽ không xảy ra đâu. Đã có người khác làm nhiệm vụ ngăn hắn lại. Giờ chúng tôi muốn anh giúp đỡ cho người đó. Tôi không cần một đệ tử. Tôi có quá đủ rồi đây. Đây là cơ hội của anh. Đây chính là cơ hội. Nếu thể hiện được mình, nếu anh sẽ được trả lại nội giới. Nó sẽ được trả lại nội giới. Liệu người mong chọn sẽ chống lại được cô Kangre chứ? Hắn có đủ mạnh hay không? Hắn sẽ làm được nếu như có anh giúp. Một bữa ăn tối yên tĩnh. Đừng hỏi tôi thêm điều gì nữa nhé. Anh là một người kỳ lạ đấy, Mách Vi ạ. Anh không định kể tôi nghe về công chuyện của mình à? Anh có thể ngắn gọn cỡ nào tùy thích. Tôi là một người kể chuyện rất dở. Không ai dạy tôi cả. Vậy họ đã dạy anh những gì? Rơi xuống từ bầu trời không phải là tai nạn ư? Một cú rơi như thế có thể giết chết bất kỳ ai. Nhưng anh vẫn còn sống. Bà vợ già của tôi đã tin rằng đó là một điều kỳ diệu kìa. Tôi đoán mình được sinh ra dưới một dấu hiệu may mắn đấy. Cứ đùa nếu như anh thích nhé. Tôi giúp anh rất cực khổ. Không phải chuyện đùa đâu. Đừng cáu với tôi chứ. Cáu với anh đi. Dù có muốn tôi cũng không làm được chuyện đó đâu. Anh không phải người của thế giới này. Каждый удар.
Mọi cú đấm phải thật chuẩn xác đấy. Đúng lúc đấy hả? Và mạnh mẽ nữa. Gorilla là người dẫn đầu cuộc bầu cử. Mọi người đều mong đợi ông ta sẽ thắng. Suy cho cùng thì đấy cũng là một dấu hiệu tốt. Phải đấy, nếu các cử tri đều ngu ngốc và bất cần, hắn không thể giấu con người thật của mình được. Được rồi, 5 phút nha. Alo. Xin chào. Cuộc sống thế nào rồi? Cuộc sống thế nào ư? Không khá hơn chút nào cả. Tôi có chuyện làm cho cô đây. Chúng ta phải theo dõi Gorilla. Biết người đó không? Ai mà không biết, dù sao thì tôi cũng đang định làm cái việc đó đi. Tốt. Được rồi, tôi sẽ làm. Vâng, tôi sẽ làm. Trật tự và công lý ngăn chặn tội phạm. Ông Gorilla, ông Gorilla. Cần anh phải mạnh mẽ lên.
Có người chụp hình tôi. Tôi biết. Chúng tôi đang lùng cô ta đi. Làm nhanh lên. Anh thấy cô ta thú vị lắm mà. Hơn cả những gì cô tưởng tượng đấy. Gọi taxi phải không? Về đâu thế hả? Chúng tôi nhanh lắm, chúng tôi là tốt nhất rồi. Và rẻ nữa đấy. Tôi cũng không ngờ. Được rồi, tôi sẽ sớm tới thôi. Hồ sơ mà. Theo một kế hoạch đã được thành phố xét duyệt, một công trình giao thông xuyên suốt sẽ được xây dựng ngay tại nơi tôi đang đứng. Chúng ta có thể chắc rằng vào cuối năm sau, thành phố chúng ta sẽ có sự thay đổi rất lớn. Hôm nay thế là đủ rồi. Lại đây, quay hình đi nào. Protopivsk. 212 người đã chết rồi. Kiểm tra pháp y cho thấy các vết thương trùng khớp với những gì đã gây ra bởi loại vũ khí thử nghiệm mà anh và Kurilo đã vận chuyển. Nhưng sức mạnh của chúng còn ghê gớm hơn nhiều đấy. Quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó, Mafia. Phải ngăn hắn lại thôi. Đây là chứng minh mới của anh đây. Tôi không muốn nói anh biết chuyện này. Bạn gái cũ của anh, Polina, đã làm chỉ đạo an ninh cho Kurilo. Chúng tôi đã nghĩ sự xuất hiện của anh sẽ đem lại ngạc nhiên cho cô ta đấy. Nhưng nghe rằng đó không phải là một sự ngạc nhiên mạnh mẽ. Tôi mừng vì anh đã quay lại đấy. Xin chào. Chào. Tôi phải nói cô biết về người đàn ông Kurilo của cô đấy. Rất quan trọng, cô sẽ không tin đâu. Nhưng không phải bây giờ, còn 7 phút nữa tôi phải lên máy bay rồi. Hãy đợi tôi chứ. Hoặc để sau đi, 9 giờ gặp được không? Không, hãy để lại những gì chúng ta gặp sau. Không, chỉ là... Sao nào? Christy, tôi trễ giờ rồi. Tôi không có gì cho cô xem cả. Có thời gian không? Tôi có đấy, vậy thì sao? Tôi phải đi đây. Tôi sẽ gọi cho cô khi nghe cô xuống máy bay nhé. Khi rảnh tôi sẽ hướng. Tạm biệt nhé. Hắn sẽ tìm ra chứ. Tôi nghĩ thế. Nhưng hắn có lịch trình riêng của mình. Đừng lo. Điều quan trọng là hắn hiểu chúng ta cần gì. Hắn là kẻ đánh giặc. Dù hắn hợp tác với chúng ta hay tự nguyện đi nữa. Hay hắn muốn tiền. Hay chúng ta không hoạt động gì cả. Việc thử nghiệm vũ khí trên đường thường dân đã gây ấn tượng với hắn rồi. Hy vọng là thế. Tôi sẽ phải giết hết chuyện này cho hắn đi. Hãy làm cho nhanh nhé.
Lên xe đi nào. Có tin gì tốt lành không? Vũ khí đã được thử nghiệm xong và đã sẵn sàng rồi. Tôi không nói đến vũ khí. Cô ta đã trốn thoát. Tôi biết, nhưng bằng cách nào? Có người giữ cô ta. Ai chứ? Tôi đang điều tra. Cái chết của viên chỉ huy cũng là lỗi của cô đấy. Tôi cần hắn. Với Mạch Vi, mọi chuyện sẽ không dễ dàng với cô. Ý anh là sao nào? Hắn còn sống đấy. Đã được tái sinh. Chúng ta tìm thấy hắn ở bài cảnh. Cộng sự trước của chúng ta đã nhanh hơn. Hắn phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt thôi.
Ясно. Hiểu chứ? Да. Dạ. Второе, нам Cộng sự mới của hắn, Ivakin, cũng là một cái gai cần phải nhổ bỏ đấy. Thế thôi à? Тебе этого мало. Chưa đủ với câu sao? Tôi không biết chúng là ai cả. Không đoán được à? Không. Anh đã giúp đỡ những người khác hay vì tôi gặp may chứ? Có lẽ là giận may thôi. Chắc vậy. Tôi nhầm cô với người khác. Nhầm ư? Có vẻ là thế đấy. Vậy thì đúng là tôi gặp may rồi. Tôi chở cô về nhà nhé. Cô có nhà đấy chứ? Có. Bạn thân mến, có gì cho anh rồi đây. Studio của tôi. Chào Christina. Xin chào. Đi nào. Tôi cho anh xem những thứ của tôi nhé. Có quen không? Tôi chụp được ông ta trước cuộc bầu cử gần đây thôi. Tôi đã khó khăn lắm mới trốn thoát được đấy. Tôi đã nhìn thấy những cái điều kỳ lạ. Điều gì chứ? Những điều mà không ai nên thấy. Cho tôi xem đi. Tôi sẽ làm điều đó nếu có được bằng chứng. Những gì tôi thấy không có trong chương trình. Và nó cũng không có trong hình nữa. Chào, là tôi đây. Tôi là có chuyện nữa rồi. Tôi đến ngay đây. Bình tĩnh, đừng manh động nhé. Hãy làm bạn với nhau đi. Không thể nào. Thử đi nha. Chúng ta có những người bạn chung đấy. Tôi là Gorshin. Không có ấn tượng gì cả. Tôi đến đây để đưa ra một đề nghị. Có chỗ nào để chúng ta nói chuyện không? Anh có biết chỗ nào không? Không. Tôi đã tìm kiếm anh. E rằng là mình đã trễ rồi. Giờ sao? Anh có thể nghe về cái nhóm ngăn chặn tội phạm không? Có đấy. Thật tốt và anh đã quan tâm đến những cái gì đang xảy ra trên thế giới. Phải, đó là những kẻ tự cho mình làm người thẩm phán đấy. Nhưng có một số chuyện cần giải quyết nhanh hơn đấy. Anh muốn gì ở tôi? Tôi không biết nữa. Ngăn chặn tội phạm cần anh hay là anh cần họ nữa? Ai đó cho rằng chúng ta có lợi cho đối phương và ngược lại? Ai nào? Người mà anh chưa biết đến được. Hoặc có thể anh biết đấy.
Có thiếu gì không? Những tấm hình mà tôi cho anh xem. Cô không nên quay lại đây. Chỗ ở cô đó cô thế nào rồi? Tôi có thể ở với bạn gái tôi một thời gian đấy mà. Gọi cô ta đi. Họ đang rời khỏi đấy. Tôi không muốn nghe thêm gì về cái tụi ngăn chặn tội phạm này nữa. Hãy tiêu diệt chúng bất cứ nơi nào có thể. Cô hiểu không hả? Tôi sẽ phái thêm một người tới nữa. Polina đâu rồi nào? Hàng ngàn người đã ngoài ra đường. Họ kêu gọi chính quyền sử dụng những biện pháp mạnh và phải lập lại kỷ cương. Hô vang công lý và trật tự. Hắn vẫn còn sống đấy ư? Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Tập trung vào đi nào. Đừng giang tay ra nhé. Tôi không quen với cái cách xuất hiện của anh chỗ này. Hãy giải thích anh làm thế nào. Lần sau đi. Chính ủy, mọi chuyện sao rồi nào? Họ đang săn lùng chúng ta. Mệnh lệnh là không mang tụi mình về nữa. Họ đã huy động toàn bộ lực lượng rồi đấy. Tôi triệu tập các anh vì một chuyện khẩn cấp. Hôm nay, bọn hành hình đã thực hiện hai hành động. Phân tích cho chúng ta lý do để tin rằng ai đó sẽ nguy hiểm cho tổ chức của chúng ta. Đã xuất hiện trong số của bọn chúng. Không, tôi có gì đó để làm đấy. Có người thay thế xứng tầm nào hay không? Hoạt động vũ khí của chúng ta đang bị đe dọa. Một người mà có thể đe dọa tất cả mọi người sao? Hắn không chỉ là một người. Trong tình báo quân đội, những người như thế được gọi là kẻ đánh chặn đấy. Ông nghĩ thế nào về việc huấn luyện Smash? Chống tình báo hợp với chúng ta đấy. Không được có cảm xúc đấy nhá. General, все оружие надо перевести в надежное место. Сюда, ко мне, сюда. Đến với tôi nào. Các sự kiên nhẫn diễn ra nhanh hơn hắn rồi. Có lẽ hắn ta đã quá trễ để thực hiện nhiệm vụ.
Anh đã được phát một tín hiệu chứng minh à? Hãy đi con đường của mình nhé. Ai đó? Tôi đây. Gì thế? Nó có thể là một nơi mà một người luôn ẩn nấp và được ở một mình đấy. Người mà anh nhầm với em là gì? Một người phụ nữ rất giống em đấy, luôn ám ảnh trong giấc mộng. Cô ta đến từ đâu nè? Từ một nơi mà không ai chạm tới cô ta được. Chào kẻ đánh chặn. Ivakin đã giết được nơi Kirillov giấu vũ khí rồi. Đó là lý do chúng giết anh ta. Hãy mang hắn ta ra. Đuôi à? Có thấy xe của ai không?
Погоди. Xuống xe. Nhìn tao này, vũ khí được chuyển đến đâu rồi? Tao hỏi vũ khí được chuyển đi đâu nào? Nói này, nhanh lên.
tắt đi. Anh đang nói chuyện với ai thế? Corillo đã được lời từ việc giết người rồi đổ tội cho chúng ta, nhằm tạo ra sự hoang mang và đầy hỗn loạn. Anh có muốn ngăn chúng lại không? Có đấy chứ. Giờ tôi đoán anh cũng thế phải không? Không lâu đâu, chúng ta sẽ vào nhanh ra nhanh. Làm ơn cho xem thẻ thông hành nhé. Đừng bận tâm. Các anh đến tìm tôi à? Các anh là ai thế? Tôi lãnh đạo nhóm ngăn chặn tội phạm đây. Cậu phải đọc cái này nhé. Xâm nhập vào mọi thành phần xã hội, thử nghiệm một loại vũ khí tâm thần mới cho việc giết người hàng loạt, kiểm soát hoàn toàn sự hủy diệt, hối lộ tòa án và kiểm sát trưởng, làm mất uy tín nhóm ngăn chặn tội phạm. Đây là quy tắc của quyền lực. Khi nắm được nó, anh sẽ đạt đến đỉnh cao của sức mạnh của mình. Có nhiều thế lực khác nhau. Anh luôn hành động nhân danh vì tình yêu. Tôi không biết nữa. Không có gì mạnh hơn cả. Không đề cập đến chúng ta trong bản tin tức này. Anh quá trễ rồi. Nhiệm vụ của anh là ngăn chặn nó lại. Nhưng nó sẽ không ngăn được chúng ta.
Cô ấy đâu nào? Giống như ngày xưa. Bây giờ đã khác lắm rồi. Anh muốn chết vì cô ta. Còn cô thì sao? Không. Anh sẽ không giết tôi đâu. Anh không phải là như thế. Tôi nhớ anh đấy. Anh đang làm tôi đau rồi đây. Anh sẽ tiếp tục làm như thế chừng nào mình còn sống nữa. Đúng hơn là tôi sẽ giết anh. Tôi không thể nào để cho anh sống được. Anh nghĩ sao nào? Anh im lặng nữa. Anh đang làm đúng đấy. Chúng sẽ đến sớm thôi. Cả hai là của anh đấy. Đã đến lúc đào sâu những bí ẩn rồi đây. Để biết cách kiểm soát được sức mạnh của một người và để kêu gọi tài trí thức. Sao lại là tôi chứ? Rồi anh sẽ biết thôi. Hãy kiên nhẫn rồi cái gì cũng đến. Lên đây nào. Khi mọi thứ nó quá tối thì nhu cầu ánh sáng trở nên rõ rệt hơn. Công đoạn này là hoàn toàn tự nguyện đấy nhé. Người ở nội giới đã giữ gìn ngôi đền này. Trung tâm ngôi đền là nơi tu chỉnh ý thức. Đến đây một lần rồi. Đó là gì thế hả? Não dưới con đã thức tỉnh rồi. Nó tạo ra một cầu nối giữa ý thức và tiềm thức đấy.
Hãy bắt đầu đi nhé. Sẵn sàng chưa? Hơn cả sẵn sàng nữa đấy. Шахта 181. Hố 181. Hầm số 2. Đó là những tay chơi hạng nhất. Chúng ta nên sử dụng tài chính của họ. Đúng vậy. Khách của anh có biết là họ đang làm ra cho cái chuyện gì hay không? Họ chỉ quan tâm đến vũ khí. Vậy nên chúng ta có thể để cho họ xem đây này. Cái gì thế? Vũ khí hướng tầm mới nhất của ta đấy. Chúng ta có chuyện để nghĩ rồi đây. Nhưng tôi không phải bây giờ. Tôi đang có khách. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi đây. Cất cánh sau 40 phút nữa. Kính thưa quý vị, tôi rất vui vì mọi người có mặt đông đủ ở đây. Tôi muốn cho mọi người xem vũ khí mới của mình. Một loại vũ khí kinh hoàng có thể tiêu diệt tất cả mọi thứ. Cô anh là thứ sáu đấy. Nhanh lên, nhanh lên. Nâng số 2 và số 3 lên. Vật phẩm đầu tiên của buổi ra mắt. Khai hỏa vũ khí của mình đi. Các chiến binh vĩ đại xứng đáng được hưởng những công nghệ hướng tâm thần mới. Họ không biết sợ, họ không thấy đau, họ không sợ chết. Đừng cản tôi nhé. Anh nghĩ tôi có thể hay sao?
Không gì cản được anh hay hắn ta. Lẽ ra kết cục đã khác đúng không? Sợ. Phim được chiếu thuyết minh tại tv2.org. Đừng sợ nhé. Nhắm mắt lại đi nào. Thật buồn cười khi nhìn thấy người khác phải chết phải không?
Vì một cái ý tưởng. Tôi không thể hiểu tại sao họ lại làm thế. Bây giờ có thể anh sẽ hiểu đấy. Việc anh đúng như thế nào? Không phải là chuyện đó. Tôi đang giúp họ, không phải nghĩ rằng không phải có sự lựa chọn nào cả. Tìm kiếm suốt một con đường đến với ánh sáng như họ nói. Con đường đến với công lý, sự ảo tưởng của quần chúng, những người diễu hành vào sự lãng quên. Tôi được chọn làm lãnh đạo của họ. Họ muốn như thế mà. Anh là người duy nhất có sự lựa chọn. Vì vậy hãy chọn đi. Đó là lời mời cuối cùng của tôi. Tôi đã lựa chọn rồi. Tội nghiệp thế. Anh không là gì với tôi đâu.
Anh ta đã sống như một chiến binh và chết cũng như thế. Anh ta sẽ vươn lên từ cái chết như một chiến binh. Và bây giờ anh cũng là một chiến binh. Sức mạnh của anh sẽ chặn đứng các thế lực gian ác. Hãy bảo vệ thời đại của mình nhé.